Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thành phố Châu Đốc đã có buổi làm việc với xã Vĩnh Châu về giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Vĩnh Châu đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các ban ngành đoàn thể và các ấp. Từ đó, các ban ngành đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện một số mô hình tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã là 4.126 trên 4.337, đạt tỷ lệ 95,13%. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 66%. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã, từ đó đề ra những định hướng giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024.